món mới món mới cả nhà ơi À, rồi thôi xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đưa về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trường vào cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc thứ lên trên đó đó mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện luôn còn đối với những bạn nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chung cái kênh của mình nha bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra một 000 đồng trên một lượt đăng ký tất cả những số tiền đó mình gom góp lại và mua 200 thùng mì để mà trao tặng cho những người vô gia cư mỗi một tháng một lần nghe không à, rồi thôi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập năm trăm sáu mươi ngày hôm qua thì ở tập 561 ngày hôm qua đó, cái bạn mà comment được nhiều người thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Chiêu. Còn cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Mạnh Toàn Nguyễn, chắc là Nguyễn Mạnh Toàn ha. Cảm ơn Nguyễn Mạnh Toàn rất là nhiều và cảm ơn Chiêu rất là nhiều luôn. Rồi thôi, bây giờ đó mình sẽ vào chuyện trước đi. Quảng cáo sản phẩm để khúc giữa giữa mọi người vào xem nhiều rồi mình sẽ quảng cáo sau nha. Thì cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do một bạn có cái tên là Kẹo Xì sì Tin, bạn đã gửi về cái mail cho mình. Bạn kể về một cái câu chuyện nó cũng khá là buồn ha. Thì uh, bạn thì bạn không có nói tên của mình mà trong cái nhân trong câu chuyện này thì bạn cũng không phải là nhân vật chính nữa. Bạn nói bạn nhớ á, cách đây là khoảng tầm khoảng cỡ 6 năm. Đó là vào cái ngày 20 tháng 10 năm 2015. 20 tháng 10 là một cái ngày quốc tế phụ nữ Thì ở lúc đó thì phụ nữ ai cũng vui vẻ hết cả Nhưng mà riêng bạn này đó là một cái ngày nó rất là đau buồn luôn Bởi vì một cái người bạn thân Một cái người bạn là nam, bạn, là, bạn này bạn là nữ ha Một cái người bạn thân là nam của bạn thân thiết dữ lắm Và đã qua đời vào cái ngày đó bạn không có chứng kiến trực tiếp đâu, sau cái vụ tai nạn đó đó thì bạn được nghe tất cả mọi người gửi lại kể lại xong rồi bắt đầu là bạn mới gom lại bạn mới sâu chuỗi thành một cái câu chuyện bạn gửi cho mình. Là vào lúc ngày khoảng cỡ 8 tới 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2015 thì một cái bạn kia thôi chắc mình đặt tên cho bài là bạn phát đi ha mọi người ha thì á cái bạn phát này bạn có đi kiểu như là đi đi chơi ban đêm đó, rồi băng qua đường không biết là lỗi cho ai thì không biết nha mà khi mà băng qua đường thì bị một chiếc taxi đụng à cái tai nạn nó xảy ra rồi bạn phát mới mất tại chỗ luôn kiếm lúc đó là không phải là mất tại chỗ xin lỗi mọi người có nghĩa là đang hấp hối có nghĩa là dãy đạch đạch đành đạch đó hả à. <laughs> rồi thì lúc này bạn bè bắt đầu kéo tới ha tại vì nhà cũng gần gần trong xóm với nhau đó rồi kéo tới mới đưa đi lên trên bệnh viện rồi cũng làm thủ tục này nọ rồi xong rồi lâu lắc quá là tiếp tục chuyển qua một cái bệnh viện lớn khác là chuyển tới hai bệnh viện lần rồi đi qua đây bắt đầu đưa vô đó cấp cứu thành là bác sĩ không có cho vào thành ra là cũng không có biết được là bạn đã mất từ cái giờ nào hay sao cũng không biết luôn <laughs> Cho tới rạng sáng ngày hôm sau Từ 9 giờ tối cho tới rạng sáng ngày hôm sau Là mới biết được là bạn đã mất rồi à, Rất là đau buồn như vậy Thì khi mà mất rồi Bắt đầu mới làm những cái thủ tục Như là nhận xác về rồi khám nghiệm tử thi Này nọ rồi các cái đó Bắt đầu là mới đem cái cái thi thể của bạn phát này Về nhà của bạn phát Thì đang trong lúc tan gia bói rối như vậy Lại có một cái người phụ nữ xuất hiện cái người phụ nữ này cái tuổi của <laughs> cái tuổi của họ cũng tầm khoảng cỡ bốn mươi mấy cũng kiểu như là gọi là sồn sồn đó mọi người khi mà bà đi vô trong nhà bà, bà, đi vô rất là tỉnh luôn mặc dù bà là người ngoài bà không có liên quan gì tới cái chuyện nhà bản phát hết trơn đó mà tan gia người ta đang bó rối nữa bà đi vô rồi mặt bài bà ngơ ngác mà bà cứ rưng rưng nước mắt như vậy nè thì lúc đó nè bạn bè rồi ba mẹ thì nhìn cũng tưởng là chắc là hàng xóm thấy con em mình nó chết thành ra là cũng buồn thay nhưng cũng cũng buồn giùm nhưng mà bây giờ dù gì thì bà cũng là khách thì bà buồn cái gì đó bà đứng ở ngoài sân bà buồn chứ mắc cái mớ gì mà bà, bà bước vô trong nhà mà đứng kế bên cái xác chưa kịp liệm mà lúc đang đang đợi hàng đang đợi hòm đem về mà đứng kế bên cái xác mà dòm lơm lơm mà cứ rưng rưng nước mắt hoài thấy cũng kỳ mới đầu không lẽ mình nói ờ ừ, chị chị hơn là ơn chị đi ra đi tới giờ đó, liệm con tôi chị đứng đó hoài thì nói nó cũng kỳ nhưng mà cứ nấn ná khoảng cỡ 15 lăm hai phút chịu hết nổi rồi thấy bà này mới vô duyên quá thì người nhà mới ra nói chị ơi, à, con em tôi nó cũng mới vừa bị tai nạn mất như vậy đó. Thì tôi tôi nhìn chị thì cũng lạ lắm, tôi không biết chị có phải là hàng xóm ở trong đây hay không nhưng mà à, chị vui lòng giùm tôi cái là chị đi ra ngoài sân cái ha để tụi tôi còn đem hòm đồ về lễ liệm cho cháu nó nữa. Thì khi mà mẹ của cái bạn phát đó vừa nói như vậy thì cái cô này cổ lại quay qua và cổ lại nói một bốn cái kiểu như vài chữ như thế này. Con xin lỗi mẹ Nói rất là chậm rãi Và cái gương mặt bắt đầu nước mắt nó rớt 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 xuống Ngay cái lúc này đó Đối với những người bình thường Chắc có thể là nghe Ủa gì tự nhiên bà kêu tôi bằng mẹ rồi xin lỗi gì tâm Bà cũng là đàn bà Bà bằng tuổi tôi luôn mà bà cô kêu tôi bằng mẹ là sao Nhưng lúc này á Cái sợi dây cái sợi dây thiên liêng giữa cái tình mẹ Một cái, cái sợi dây kết nối đó Làm cho mẹ bạn phát ngỡ ra một cái điều gì đó và bắt đầu mới mời cái người này ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện Thì uh, rất là tiếc á, khi mà ngồi xuống rồi đó thì bạn Phát bạn đã xuất ra Thì ngay lúc này mình cũng nói thẳng luôn là hồn của bạn Phát đã nhập vào cái người đàn bà này thì khi mà mời xuống uống trà rồi bắt đầu là mới hỏi ô phát ơi con còn ở đó hôm này nọ đồ đó thì cái người kia nó không mà cái người đó, đó, nha khi mà nói chuyện với họ là giống như là nói chuyện với một người mà họ hơi tản tản mọi người hơi cái 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 đầu óc họ hơi tản tản đấy không Uh, con bả đi rồi nó nó không nhập vô tôi nữa rồi vậy hả chị trời ơi sao con tôi nó 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 nhập vô chị rồi, rồi, này nọ là sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy thì bà này bà mới ngồi bà kể mà cái giọng bà tính bơ mọi người nói ờ à, thì anh tôi cũng biết sao nó tôi sợ mấy cái vụ này muốn chết luôn hà mà tại vì tôi thấy nó tội nghiệp quá này nọ rồi nó qua nhà tôi mặt mày nó máu me không rồi nó vô nó khóc lóc nó năn nỉ là nó mượn cái xác tôi rồi nó nhập nó còn chỉ nhà rồi đó thì tôi mới vừa tới cái chỗ đầu ngõ là nó nhập vô cái bụp rồi đó là tôi có biết cái gì đâu rồi vô than khóc cái gì đó rồi tôi đâu có nhớ gì đâu trời ơi sao tôi mệt mấy cái này ghê chết thôi ta đi đầu thai mẹ cho gọi đi suốt ngày cứ kiếm tôi mà nhờ tôi nhập hoài mệt muốn chết bả nói một cái cách rất là tỉnh bơ luôn mà thật sự nha cái người nhà lúc đó đang trong tang gia bối rối mà thật sự là có những người mà còn phì cười nghe nhẹ nó tại vì, ủa sao bả nói chuyện gì giống trong phim cái gì mà cái gì nhập hồn tùm lum tùm la hết trơn đó à thì rồi lúc này đó kỳ cũng hơi lo cũng mời bà đó bà về rồi cũng lo cho chu toàn cái đám ma đi hòm cũng giao tới sau đó đó bắt đầu là mới tìm hiểu coi là cái bà này là bà, bà là như thế nào tại vì dù gì thì bà cũng là cái người cho con mình mượn xác nhập vô mà cũng là là người ơn của mình mà thì tìm hiểu ra mới biết á cái bà này đó là cái thời bà còn trẻ, bà cũng có chồng, có con này nọ đồ Nhưng khi mà lúc đó chồng con bà chết đi Không biết vì lý do gì, chắc là tai nạn hay gì đó Chết cùng lúc hai cha con luôn Thì bà lúc đó thì bà bị sốc tinh thần Bị sốc tinh thần quá, thành ra là bả giống như là kiểu như là chết lâm sàng đó mọi người đó là bả không có chết luôn mà bả tỉnh dậy và từ cái ngày hôm đó là bả điên điên khùng khùng như vậy và bả cứ nói với người này người kia là chồng con tôi vẫn còn ở bên tôi à không có đi đâu hết trơn á là à, lúc nào cũng ở quanh quẩn ở trong nhà hết mới đầu đó thì hàng xóm người ta không có tin hàng xóm nói là ừ, bà này chắc bả chết lần kiểu như là chồng con chết thì quá điên quá khùng nhưng mà rồi có những người ở trong xóm có những người người thân người ta mất đi rồi bắt đầu qua nhà bả mới qua bắt đầu cũng giống như bản phát vậy đó rồi nhập rồi tới đó rồi xin lỗi vợ xin lỗi cha xin lỗi mẹ tùm lum tùm la hết rồi hỏi ra này nọ rồi thì sau này mới có cái kết quả chính xác là bả giống như là một cái trạm xe buýt vậy là mình từng ví dụ đó bả giống như là một cái trạm xe buýt rồi những cái vong hồn khác là những cái chiếc xe bích, à, ai tới cũng đều xin bả để mà nhập vô để nhập vô người bả và cái số lượng nó rất là nhiều, nó có vài cái câu chuyện nó rất là 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 tiếu lâm nó rất là mắc cười như thế này. Ví dụ như à mình chết mình muốn trăn chối ừ là à, muốn lo cho người này muốn để đất để nhà lại cho người khác hay là muốn trăn chối những cái điều gì đó quan trọng thì ok cái bà cô đó bả có thể là à cho mượn xác được không gì hết nhưng mà còn có vài cái trường hợp mà bà kể mà nó trời ơi, trời ơi, gì nhập vô rồi để trăn trói là thèm thịt chó rồi thèm cái này thèm cái kia nói chung là những cái chuyện nó rất là tào lao thành ra là bà núp ở trong nhà à mà bà nói muốn nhập vô người bà không có dễ mới đầu đó là ai muốn nhập nhập mà nhập người bả giống như mình gọi là nhập thập cẩm như nó muốn nhập sau nhập nhập công cộng đó á à, nhưng rồi sau này bà biết rồi bà đi chùa bà thỉnh tượng phật này nọ bởi để trong nhà bà là không phải muốn nhập là dễ à, bà nói cái trường hợp của bạn phát á bả kể ngay từ đầu nhưng sau này mới kiếm bao kêu bảo qua để ngồi nói chuyện kể từ từ đó là bả mới nói đó là lúc đó thì bả vô tình là bả có đi lên trên bệnh viện chợ rẫy để bả thăm người quen của bả nằm ở trển á thì cái bản phát này lúc đó là đã mất rồi mất ở trong phòng cấp cứu rồi đó cái phong hồn bản phát mới đi ra à lúc đó là bản phát biết được bản phát đã chết luôn lý do tại sao một hồi mình nói nữa ha một hồi mình giải thích sau ha thì mới vô tình thấy được cái bà này mới theo bà này về chứ không có theo người nhà lúc này là người nhà quẹo phải nè mình nói ví dụ nha người nhà quẹo phải đem xác về nhà còn bà kia bảo quẹo trái bảo về nhà bả đúng chưa thì lúc này đó là cái cái bản phát này bạn mới theo bà này về đứng trước nhà và bắt đầu mới nói bà này bắt kể bà nhìn ra bà thấy là mặt mày nó máu me không à thanh niên tầm khoảng có 23 24 tuổi mà đứng trước cứ, cứ kêu cô ơi cô ơi cô ơi như vậy đó đó thì bác tại vì thật sự là bà này bà quá quen với những cái như vậy rồi thành ra là bà không có nhìn tới bà cứ núp núp ở trong nhà bà không có thèm dòm ra đó nhưng mà rồi bạn thác mà bạn phát xin lỗi mọi người bạn phát than thở này nọ rồi con chết trẻ con chết quan con cần trăn trối với ba mẹ nọ rồi đó thì bà mới thương tại vì thật sự nha con của bà cũng tầm cái độ tuổi của bạn phát luôn <laughs> xin lỗi mọi người lúc đó mới đánh vô cái cái lòng thương cảm của bà à thành ra là bả mới ra bả mới bả kiểu như không có nhập liền mà bả tự bả đi ra đó bạn phát cho địa chỉ nhà cách nhau có mấy cây số thôi vòng vòng sài gòn thôi bà đó bả mới đi qua nhà và bạn phát mới nhập vô là mới có những cái câu chuyện như hồi nãy giờ mình kể cho mọi người nghe đó là như vậy nhưng mà đó là cái cách mình kể lại thôi chứ còn mà cái bạn gửi chuyện bạn nói trời ơi cái bạn đó bả kể chuyện mà giống như Y như gọi là dân mà kiểu như dân chở cá này nọ đồ chửi mà lâu lâu còn chim vô một vài câu chửi thề vậy đó Nó mệt mấy cái dông này ghê thiệt tình nó chết trong đi đầu thai bà đi Rồi cứ mượn xác tôi nhập ra nhập vô mỗi lần nhập mệt muốn chết luôn vậy đó à, Là kiểu kiểu như vậy đó mọi người ha Thì rồi gia đình cũng cảm ơn này nọ đồn Rồi mình ngưng ở đây nha mình lại tiếp tục phân tích tiếp cái tại sao bạn phát lại ngay lúc Lúc mà vừa tắt thở bạn phát lại biết là mình đã chết đây là nói về khi mà lúc còn còn sinh thời bản phát thì đạo Phật Nhưng mà cũng có một vài người là đạo chúa hay đạo cầu đài gì đó Lúc còn sống có theo đạo à, có theo đạo của mình có đọc kinh phật có đọc những cái bài những cái, cái, những cái cầu nguyện của chúa hay nọ đồ kiểu như vậy đó thì lúc đó khi mà họ mất thì ngay tức thời họ mất như vậy là họ đã nhận ra mình đã chết cũng buồn cũng đau cũng buồn nhưng mà mọi người ơi, mọi người tưởng tượng đi nếu một ngày cái này mình nói hơi gỡ chút xíu nếu một ngày sự thật nó xảy ra như vậy thì cái điều cái điều đầu tiên mọi người nghĩ tới là gia đình của mọi người đúng không là cái đó là gia đình là trên hết thành ra là bắt đầu đi tìm về gia đình thì ai cũng như ai cả và cũng có một vài trường hợp lúc còn sống thì không có đi chùa nhiều không có nghe kinh kệ nhiều thì tới mãi cho tới lúc mà mở cửa mã mới nhận ra mình đã chết đó là cái kiến thức tâm linh mà mà mình tìm hiểu được nha mình có nghe vài người sư thầy giảng là như vậy chính xác hay không thì cũng còn tùy tâm linh mà nó rất là rộng ha mọi người ha đó mình phân tích một chút xíu rồi bây giờ mình sẽ quay về câu chuyện không phải là nhập một lần mà bạn phát này á bạn nhập vô cái cô này cái người đàn bà này tới ba lần lần cái lần thứ hai là vào lúc mở cửa mã bà đó bà qua bà nói vậy thôi đó rồi bà đi về luôn đó mọi người bà không xuất hiện ở đâu cho tới cái ngày mở cửa mã cái bà tò tò bà đi qua bà đi vô cái tướng bà đi cũng sẵn sàng, sàng giống như những người mà bị bị khìn khìn mà đi vô cũng nhìn ai cũng cười cười nói nói tỉnh bơ mà vô tới ngay chỗ mở cửa mã cái mặt nghiêm này à đang nói nói cười cười hái hoa bắt bướm vui vẻ vô tới đó là cái mặt cứng ngắc lại liền bắt đầu quay qua rớt mấy giọt nước mắt nói mẹ ơi mẹ con không có báo hiếu cho mẹ được Con xin lỗi mẹ Nói lại những cái lời trăn trối Và rồi sau đó là mới nói mẹ ơi Mẹ cho con ở nhà 49 ngày nha mẹ Hết 49 ngày đó Rồi con đi lên chùa như là mẹ mong muốn nha mẹ Con thèm cháo thịt bầm lắm á Mẹ nấu cháo thịt bầm cho con nha mẹ Rồi nói xong như vậy Cái bà rung mình một cái nha Mọi người bình thường đó nha Là người ta nhập vô nhập ra thường phải xỉu Thường phải xỉu một cái đó À, rồi bắt đầu là mới tỉnh dậy là hồn đã ra rồi nhưng bà này bà bị nhập riết mà bà bà bị quen đó mọi người cái cơ địa bà quen á bà vừa nói <laughs> rùng mình một cái cái mặt bà tỉnh bơ lại bà cười hề <laughs> hề ủa sức <laughs> ra gọi đó ha trời ơi mà nó kiểu vậy đó kiểu như là bà rất là quen với cái vấn đề mà nhập ra nhập vô như vậy rồi luôn á ha mọi người ha rồi sau đó bà chào tạm biệt gia đình rồi cái bà đi về mà tiền bà không bà không lấy nha bà nói tại vì bà nói mặc dù á là bà điên điên khùng khùng như vậy nhưng bà nói trời ơi không mấy cái tiền này không có lấy tiền này tôi lấy người ta chửi tôi chết người ta quở tôi chết luôn thôi thôi, tôi lấy là làm mấy người mà đưa tiền cho tôi là mấy người hại tôi đó chứ không phải mấy người thương tôi gì đâu dứt khoát không lấy tiền không lấy một chút gì hết trơn nó cho gì thì ăn thôi rồi đi về nhà à có những người người ta hay và người ta rất là ngộ như vậy nha rồi tới cái lần thứ ba là khoảng cũng trong vòng 49 ngày mà cái bạn gửi chuyện ấy, bạn không nhớ là ngày nào cái lần này cũng tiếp tục như vậy Ở nhà đang cúng thất hay sao Thấy bà tò tò đầu hẻm là biết rồi đó Là ở nhà bắt đầu tập trung lại Thấy bà cũng vậy từ đầu hẻm đi vô Cười nói vui vẻ vô tới đứng trước ngạch cửa nhà Là cái mặt bắt đầu sụ xuống liền Rồi bắt đầu lúc này là trăn trói những cái lời cuối Bắt đầu mới nói là mẹ ơi Con không có về được nữa đâu Con vẫn ở trong nhà Nhưng mà con gửi lại vài lời cuối cùng Lúc này mới dặn á tại vì lúc mà còn sống lúc mà bạn này bảo còn sống thì bạn rất là ghét ba của mình bởi vì ba của bạn không có xứng đáng là người đàn ông trong gia đình mình nói mình nói đơn giản như vậy thôi mọi người tự hiểu ha thành ra đó là bạn phát này khi bạn nhập về lần cuối bạn mới nói đó nói gì nè ổng đó mà không lo cho mẹ đàng hoàng đó cái người đầu tiên mà con bắt theo là ổng đó à rồi nói đúng cái câu đó thôi bắt đầu rùng mình một cái là xuất ra không còn nói thêm một cái gì nữa thì gia đình bắt đầu cũng ngồi cũng khóc lóc này nọ nhưng mà biết làm sao giờ ha mọi người ha rồi bắt đầu là tới 49 ngày rồi cũng cúng bắt đầu là mới đưa lên trên chùa thì từ lúc 49 ngày là cái nhà của bạn phát không còn gặp lại bạn phát hiện về nữa và không còn xảy ra bất cứ hiện tượng gì nữa nhưng cái câu chuyện đó, nó không có kết thúc ở đây đó là về gia đình của bạn phát ha Bây giờ nói về cái bạn gửi chuyện này, thì thôi mình xin phép mình đặt cho bạn bạn gửi chuyện bạn này bạn tên Thư luôn đi nha Thì cái bạn Thư á do là cái người bạn rất là thân mà thành ra là cứ mỗi một thất như vậy là đều tới thắp nhang cúng rồi mở cửa mã thì mới biết được những cái chuyện hồi nãy giờ mình kể là đúng không Nhưng riêng bạn Thư cũng gặp một cái câu chuyện như thế này cái hôm đó cũng hình như là bạn nói là bạn nhớ là bạn mới vừa cúng thất mà thất thứ mấy thì bạn quên rồi Tại vì cái câu chuyện nó cũng 5-6 năm rồi mọi người nhưng mà bạn nhớ là bạn mới vừa đi thắp nhang xong bạn đi cùng với một cái người bạn nữa hai 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 bạn nữ đi chung một chiếc xe đi qua đó cũng thất xong đi về thì uh, nhà của bạn đó là ở một cái con đường nào đó nó khác đi nhưng khi mà vừa cúng thất xong như vậy hai bạn lên xe chạy về thì cả hai đều nói với nhau nó trời sao trời hôm nay nó lạnh dữ vậy Sao trời hôm nay nó, nó, nó nó lạnh kinh khủng vậy ta kiểu kiểu như vậy là nó trời ơi nãy quên đem máu khoác này nọ rồi hai bạn cứ nói qua nó lại là cả hai đều cảm nhận được là cái luồng hơi lạnh ở bên ngoài nó rất là lạnh nhưng mà chạy khoảng cỡ một tiếng đồng hồ mọi người chạy một tiếng đồng hồ bắt đầu bạn cái bạn thư này bạn mới nhìn xung quanh nó nói ủa sao đâu đây đâu phải đường về nhà mình đâu ta à mới khiều cái người bạn mà đang chở mình mới khiều khiều nói ê, ê, ê mày chạy đâu mày chạy đâu sao về nhà không về chạy đâu vậy thì các bạn kia mới thắng một cái két là một cái nữa ủa nãy giờ tao chạy được về nhà mà mà ủa từ nhà của ông phát về nhà mình khoảng cỡ độ 15 lăm chục phút tới mà sao nãy giờ chạy lâu quá không tới ta hả? À. <laughs> thì hai bạn mới quay qua quay lại một hồi lúc đó mới thực sự là hết hồn là bởi vì hai bạn đang đậu chiếc xe ngay chỗ mà bạn phát bị đụng xe là ngay chính cái chỗ đó mà chiếc taxi nó quất một cái rầm vô rồi bạn này bạn văng năm sáu mét vô cái lề đường đó thì ngay chỗ cái lề đường đó đó ngay đúng vị trí lề đường nó không sai một mét luôn là hai bạn không biết là trùng hợp hay sao mà lại thắng một cái két ngay chăng cái chỗ đó mình nghe mà mình còn nổi da gà nè trời ơi hai bạn thật sự nha, nói sợ thì đương nhiên là có Nhưng mà cũng rất là thương cái bạn phát đã theo mình đã làm vậy 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 hai bạn tức tốc quay đầu xe một cái chạy một mạch về nhà bạn phát liền thắp cây nhang liền à, thì thắp cây nhang một cái nói ừ phát ơi tụi tao thương mày lắm nhưng mà dù gì tụi tao cũng là con gái mày đừng làm vậy tụi tao sợ này nọ đâu Lúc này thì ba mẹ của bạn Phát rất là hoang mang nói trời tự nhiên con con khấn lên con nói vậy là làm sao kỳ vậy con kiểu vậy nó dạ bác ơi con không biết có thiệt hay không cái này thì nó cũng khó lắm tại vì chuyện ma chuyện cỏ thì con cũng không có dám nói tại vì phát thì cũng mới mất nhưng mà con có cái cảm giác là hồi nãy khi mà con rời ra khỏi con con vừa ra khỏi nhà bác là phát nó 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 dẫn hai đứa con đi vòng vòng vậy đó rồi cái tụi nó dẫn con tới cái chỗ mà 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 mà, mà nó nó mất cái đó bác trời ơi hai đứa con đậu ở đó sợ quá trời mới quyết định là vòng về đây để mà thắp nhang lên vậy vậy đó thì cái người mẹ kia nghe lại tiếp tục khóc này nọ thôi Tại vì cái tánh bạn phát lúc mà còn sống thì cũng hay dẫn giỡn, giỡn hay cà rỡn cà rỡn đó mọi người à, là Đó cũng là thêm một cái sự linh thiêng như vậy nữa ha mọi người ha Rồi cũng chưa ở đâu nha mọi người nha Thêm một cái thời gian sau nữa lúc này đó cái 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 bạn mà người yêu của bạn phát không phải là các bạn gửi chuyện là một cái bạn khác nữa đi đó thì lúc này đó người nhà của cái cô người yêu đó đó mới gọi cho cái bạn gửi chuyện là bạn Thư này Mình đặt tên là bạn Thư đi ha Thì mới gọi cho bạn Thư mới nói là Thư ơi Thư Con có con có biết cái chỗ nào mà để gỡ duyên âm không Thư Thì bạn Thư bạn mới hết hồn nói, Ủa gì là là sao cô con không hiểu đó thì uh, con con dung đó con 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 dung mà gậy của thằng phát đó con thì ông dung nó mới có người yêu hai ba ngày nay nhưng mà khi nó có người yêu rồi nó mới nói là đêm hôm đó, nó hay nằm mơ thấy cái này cái nọ trời ơi thì nói nào ngay mặc dù là mới quen có vài ngày thôi cũng dẫn qua lại thì à, hai bên cũng cũng tính tới cái chuyện là cho hai đứa đi xa với nhau luôn rồi mặc dù là mới quen đây bên kia người ta cũng thích lắm mà không biết làm sao đó bên kia người ta lại đi coi thầy thì người ta nói là con 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 dung đó nó bị nó bị dông theo nó bị con dông ghệ cũ theo hay nọ rồi thì cô thì cô cái người thầy người ta không nói là thằng phát nhưng mà cô cũng nghi nghi tại vì lần cuối cùng dung nó quen là còn phát với ai mà thằng phát nó chết vậy vậy rồi bạn thư bạn nghe thật sự là rơi vào một trong cái 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 cái, cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan tại vì mọi người biết á khi mà nói về cái chuyện duyên âm gỡ, gỡ rối duyên âm nha nếu mà kiếm thầy hay đó người ta khuyên nhủ cho lên chùa lên nền này nọ rồi thì còn đỡ nhưng mà nếu rập những cái ông thầy mỏng hơi mạnh tay một chút xíu thì khác gì là mình kêu người lại đánh thằng phát bạn mình không thành ra là cái bạn thư bạn rơi vào một cái cái tình trạng rất là khó xử lý luôn thì bạn thư bạn mới cúp mà bạn mới cúp máy xong bạn mới suy nghĩ khoảng cỡ vài tiếng đồng hồ xong thì bạn mới gọi lại cho cái người đó mới nói là ờ, cô cô ơi thì con con lúc con còn lúc mà phát nó còn sống đó con chơi thân với nó lâu lắm rồi mấy năm trời con cũng biết tánh của một phát đó, nó cũng không phải là là hung dữ gì đâu chẳng qua là nó cũng thương yêu dung lúc hai đứa cũng ven nhau mấy năm trời con biết mà thành ra bây giờ thử kêu dung nó với lại uh, cái người mà bạn trai mới gì của bé dung đó Thì thử uh, đi lên mộ của ông phát thấp nhang rồi cũng bày tỏ nó uh, là vậy vậy thì uh, âm dương cách trở rồi mà bây giờ em bạn vẫn còn sống thì đương nhiên cái người phụ nữ mà người ta còn tương lai người ta còn chồng con còn gia đình rất là nhiều thành ra là thôi lên trển mình dùng cái thành tâm nhất có thể để mình mình năn nỉ mình thấp nhang cho ông phát thử coi được hay không nếu mà không được nữa đó thì uh, nói lại với con thì con sẽ đi uh, nhờ thầy này nọ đâu. Đó. Rồi thì lúc đó khi mà vừa cúp máy xong luôn đó nha là bạn cái bạn thư này là bạn chặn luôn số điện thoại bạn coi như là bạn cắt đứt mọi liên lạc luôn bởi vì bạn nói như vậy nè nếu mà nếu mà xin được thì tốt xin bạn phát bạn cho bạn không có duyên âm gì nữa hết trơn đó bạn duyên kia bạn bạn dung chứ xin lỗi mọi người bạn dung tiếp tục lấy chồng hay sau đó thì nó ok mà lỡ như phát không chịu liên hệ liên lạc liên lạc với mình chắc mình cũng từ chối luôn mình cũng bẻ xin mình mình trốn luôn chứ không lẽ giờ kêu mình phải đi kiếm thầy để mà quýnh thằng phát bản thân của mình để mà tránh cái chuyện duyên âm nữa thì xin lỗi là bạn thư bạn làm không được mặc dù là bạn 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 không có gì sai hết mà bạn thư bạn không có làm được bởi vì bạn thương bạn phát nhưng mà rất là hên cho tới thời điểm bây giờ cái câu chuyện nó xảy ra 6 năm rồi Và bạn nghe, bạn cũng đã nghe phong phanh đâu đó là cái bạn Dung đó đó Thì bạn cũng đã lấy chồng sinh con bình thường thì chắc có thể là gia đình của bạn Dung đã nghe lời bạn Thư, đã thấp nhang, đã xin khấn sau đó Và bạn Phát không còn đeo bám theo bạn Dung nữa mà đã bỏ để cho bạn Dung đi lấy chồng đó cũng là một cái câu chuyện một cái cách làm nó cũng rất là nhân văn luôn ha mọi người ha và đó cũng là cái mẫu chuyện về duyên âm mẫu chuyện cuối cùng về cái cái vong hồn của bạn phát cái câu chuyện nó rất là hay một một người thanh niên chết rất là trẻ cái năm mà bạn phát mất á là mới khoảng cỡ 23 24 tuổi gì thôi nhưng mà cái hành động những cái điều mà bạn phát làm á nó hơn cái độ tuổi đó rất là nhiều của một cái người rất là trưởng thành, rất là đàn ông à mới có những cái nghĩa cử hy sinh như vậy, rất là hay luôn ha mọi người ha. Rồi, đó là cái cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Rất là hay, của một bạn tên là Kẹo City đã gửi về, mail cho mình ha Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều Thôi, bây giờ đó, mình biết là mọi người cũng đã vào xem cũng khá là nhiều rồi Cho mình xin phép mình quảng cáo sản phẩm mới nha mọi người ha Và thường á quảng sản phẩm mới là mình phải nói cho nó chi tiết, nó rõ ràng Để mọi người tin tưởng, mọi người mua Đâm ra nó sẽ mất thời gian quảng cáo một chút xíu nha Thì đây, chính là sản phẩm da cá da cá hồi trứng muối phô mai nhưng mà nó dài dòng quá thì thôi chắc mình đặt vắn tắt là cá hồi cá hồi trứng ủa da cá trứng muối đi cho mọi người dễ hiểu thì trong cái tên của nó đó là nó có bao gồm bao nhiêu cái nguyên liệu đây mọi người da cá hồi tươi nha mọi người nha sau đó là thêm những cái trứng muối à những cái trứng muối mình mình nghiền à mình nghiền nát ra và mình rắc vào đó mình trộn vào đó và thêm tẩm một chút xíu phô mai thôi nghe trứng muối trứng muối phô mai nghe có vẻ là nó ngậy quá nó ngán quá nhưng không cái liều lượng của nó nó vừa đủ giống như là chủ mập kể chuyện ma mỗi ngày một tập vừa đủ không thừa mà cũng không thiếu đủ cho mọi người ghiền à thì đây chính là cái công thức nè mọi người ha cái một hũ như vậy nó lớn như vậy á Nhưng mà nó rất là nhẹ Nó chỉ có 200 ra một hũ như thế này thôi Thành ra là cái giá nó cũng rất là rẻ luôn 125 ngàn cho một hũ như thế này Đây bây giờ là mình sẽ thử mình đổ ra một cái dĩa cho mọi người xem là nó như thế nào nha mọi người nha Và đây mình mở ra đây Mọi người ăn cái này cái cam kết những lần trước mình bán hàng mình nói làm sao mọi người ăn nếu mà không cảm thấy là không có đúng như quảng cáo ăn nó dở quá liên hệ với mình mình nhận hàng lại mình trả tiền lại cho mọi người một đền một đúng không còn cái này nếu mọi người kiểu như là cái chuyện mà ngon dở mình không nói kiểu như là mọi người ăn mà cảm thấy dở quá đi nó mất vệ sinh mà nó 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 không có giống như quảng cáo hay sau đó nó nó cực kỳ kinh khủng đó một mình đền cho mọi người hai luôn ha một trăm hai mươi ngàn đúng không ăn không dễ ý nói mình mình trả lại cho mọi người 250 trăm năm mươi ngàn kiểu kiểu như vậy đó là mình hứa cho mọi người luôn mình đảm bảo luôn nhưng mà làm ơn nha ăn rồi khen cho đúng đi trời cái mua về ăn cái chê chê đại đại để lấy lời tôi một trăm hai mươi ngàn đi nha ở đây mình khui ra ở cái hộp mọi người thấy chất lượng không có đồ khui đàng hoàng nha mọi người ha đó đây mình sẽ đổ ra như thế này một cái hộp như vậy tại vì á cái này nó cũng giống như snap vậy đó thành ra là nó, nó 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 rất là phồng lên thành ra là nhìn nó nó rất là nhỏ bởi vì cái lý do như vậy thành ra là mình khuyên mọi người nên mua hai hũ Một hũ ăn sẽ không đủ, mình đảm bảo một hũ sẽ ăn không đủ Mọi người nên mua hai hũ nhưng không phải là mình dụ đâu Mọi người mua hai hũ, một hũ giá 125 ngàn Hai hũ giá chỉ có 200 ngàn thôi À là mua từ hũ thứ hai là cái hũ thứ hai còn có 75 ngàn thôi mọi người Đó là một cái món quà cũng giống như là cái chương trình ưu đãi mình dành tặng cho mọi người nhân cái sản phẩm mới nha mọi người nha rồi mình sẽ khui mũ cái mũ thứ hai nè Mình sẽ bỏ vô đây mọi người xem ha Đó thì hai hũ nè Mới đổ vô nè Nó mới dung lên cái dĩa được mọi người thấy không À nhìn thèm á À, nó mới dùng lên như vậy nè Nhìn thì nó mới ngon được ha mọi người ha Và mọi người yên tâm mình đi ăn á là nó sẽ tan liền trong miệng mọi người luôn Chứ nó không có phải là nó sẽ còn Giống như á, là mình xấy cái độ sấy của nó vừa đúng cái nhiệt độ Cái gì nó cũng sẽ vừa đủ Mình không có làm làm Mình thì mình chỉ thừa cân thôi ở mình chỉ thừa cân thôi còn những thứ còn lại mình làm không bao giờ có cái gì mà thừa hết trơn không thiếu không thừa vừa đủ á nó thực phẩm nó phải vậy nó phải vừa đủ nó mới ngon à, mọi người ha thì cái này độ giòn nó cũng vừa đủ ăn tan liền trong miệng cái mùi phô cái mùi trứng muối nó sẽ nhiều hơn cái mùi phô mai nha phô mai nhiều nó ngán lắm cái mùi trứng muối nó bùi bùi nó ngon nó thơm hơn một và nó có một vài cái nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ phô mai trội ăn nó rất là ngon và sẽ rất đây là một cái món ăn nó sẽ gây nghiện nha mọi người nha thật sự nó sẽ gây nghiện là mọi người sẽ ăn hoài ăn hoài luôn nhưng mà làm ơn giúp mình tuần lễ ăn một hai hũ thôi ủng hộ vui vẻ được rồi đừng ăn nhiều quá cái gì nhiều quá cũng không tốt không phải mình bán hàng mà mình dụ mọi người mua nhiều đâu tuần lễ mọi người ăn một hai hũ thôi được rồi ăn nhiều quá cũng không có tốt đâu nha nó cũng nó ba cái này nó cũng nóng lắm mọi người với lại nó cũng làm cho mọi người thừa cân là thật sự đó thì đây một hũ như thế này nha rồi, đây là mình báo giá lại một lần nữa, một hũ như vậy là giá là 125 000 mọi người mua combo hai hũ chỉ còn 200 000 cho hai hũ thôi. Và nếu mọi người đòi hỏi cái chuyện mà free ship nè thì để à, mình, mình suy nghĩ xem. Thôi, thì bây giờ mọi người mua trên 3 hũ đi. À mua trên 3 hũ bất kỳ sản phẩm nào cũng được ha. Đấy, chứ không phải nhưng mà phải có da cái, phải có da cái giúp mình là mình sẽ free ship cho mọi người luôn. Vừa được giảm giá mà còn vừa được free ship. Đó, mọi người mua hai hũ này có 200 ngàn Mua thêm một hũ khô gà hay chẳng hạn như vậy Là chỉ có ba trăm mấy chục ngàn thôi Và mọi người được free ship toàn quốc luôn Miễn phí hẹn, miễn phí tiền vận chuyển toàn quốc luôn Và cái chương trình này nó sẽ kéo dài cho 5 ngày đi à, Mình tặng cho mọi người 5 ngày để mọi người mua cho nó cho nó nhiều Cho thoải mái để mọi người chuẩn bị tiền kịp ha Và thêm một cái nữa như thế này nó quan trọng nữa nè 4 ngày nay từ ngày 21, 20, 21, 22, 23, 4 ngày nay mình đi công chuyện Mình không có ở nhà để mình gửi hàng kịp cho mọi người Bây giờ mọi người vẫn còn chưa nhận được hàng đúng không? Mọi người đang giận mình đúng không? Thì thôi mình nói như thế này Bây giờ mình ra sản phẩm mới rồi Ai mà có đơn đặt hàng trong ngày 20, 21, 22, 23, 4 ngày đó Mọi người mua thêm một hũ da cá Mình cũng free ship cho mọi người luôn được chưa? Đó là coi như là một cái lời xin lỗi để mình gửi tới những cái bạn mà có đơn hàng trong ngày 20, 21, 22, 23 nghe kỹ nha. Có đơn hàng trong ngày đó thì mua một hũ mình cũng phi ship. Còn nếu bạn nào không có đơn hàng trong đó thì mọi người mua ba hũ đi, mình sẽ phi ship. Gia cá mua một hũ 125 000 mua hai hũ đó thì chỉ còn có 200 000 thôi. Quá hấp dẫn luôn ha mọi người ha. Và yên tâm đi, mọi người ăn cái này rồi á, bảo đảm luôn mọi người sẽ cảm thấy là mình có lời chắc chắn với mọi người cái điều đó, tại vì mọi người ăn cho mọi người nhìn cái miếng này không nó rất là đầy kiểu như là, nó cái da cái 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 bột trứng muối đó và cái bột phô mai đó, nó đầy đặn trên cái miếng da cá luôn, chứ không phải mình bỏ mình rắc rắc vô cho có đâu. ở trong đây mỗi một hũ như vậy nặng 200 gram là có 150 gram là da cá, còn 50 gram còn lại là những cái gia vị những cái bột như là phô mai trứng muối này nọ đồ ha mọi người ha mình cho hẳn 50 gram bột như vậy luôn mà cái đó là nó còn mắc hơn da cá nha mọi người nha rồi thôi mất khá nhiều thời gian rồi đó là cái sản phẩm mới thực sự cái này là rất là tâm huyết luôn nha mọi người nha mọi người có thể đặt hàng á bằng cách là vào cái trang ăn vặt vũ mập mình để dưới đây nè mọi người đặt hàng để mà ủng hộ cho mình nha mọi người nha và chương trình khuyến mãi nó chỉ diễn ra trong vòng có 5 ngày thôi nhanh tay lên sắp tới một sáu rồi quốc tế thiếu nhi anh chị cô chú có thể mua về để cho những cái đứa nhỏ nó ăn bảo đảm nó sẽ rất là ghiền nó ghiền y như là ghiền chuyện ma của chú vũ nó vậy đó rồi thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều ha bây giờ mình sẽ vào cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha cái câu chuyện thứ hai này á, là một chị có cái mail tên là Nico nhưng mà chị giới thiệu chị là tên là Ngọc Lan. Hiện tại thì chị đang sinh sống và làm việc ở Trà Vinh. Chị có gửi về một cái câu chuyện cho mình như thế này đây. Chị nói là vào năm 2009 lúc đó thì chị cũng đã có chồng và có được hai đứa con Nhưng mà chị gia đình của chị đã bị đổ vỡ hôn nhân Thì đó cũng là một cái lý do mà chị rất là đắn đo khi gửi chuyện về Thường mà phụ nữ khi mình đổ vỡ gia đình thì ít khi nào mà công khai lên trên mạng xã hội lắm Nhưng mà thôi chị nói là chị cũng thương cái kênh của mình Cũng thương khán giả hay nọ đâu thì chị cũng xin đóng góp một câu chuyện như thế này chị nói um, khi mà đổ vỡ hôn nhân như vậy thì cái cái sự đổ vỡ nó diễn ra nó không có được mấy tốt đẹp cho lắm à, chồng của chị vì muốn chị muốn trả lại cái căn nhà cho chồng của chị đó thành ra là chồng của chị chỉ cho chị có hai ngày thôi là thứ bảy và chủ nhật bởi vì không có đi làm mày nọ hay sao đó chỉ cho chị hai ngày để mà chị đi tìm nhà mới rồi cộng luôn cái thời gian dọn ra này nọ luôn tất cả chỉ gói gọn trong hai ngày thôi À, khá là khá là tuổi khá khá là tuổi khá là buồn ha lúc đó đó chị uh, chạy một chiếc xe chị đi vòng vòng trà vinh như vậy với một cái với một cái, cái cái tinh thần mình vừa ly dị xong rồi mình còn bị chèn ép này nọ tất cả mọi thứ rồi bây giờ kiếm một căn nhà làm sao bây giờ trong khi mình có hai đứa nhỏ mà mình dành cái quyền mà <laughs> mình dành quyền nuôi con mà rất là bế tắc luôn nhưng mà trùng hợp hay sau đó thì chị mới tìm được một cái căn nhà nó cũng khá là nho nhỏ nó phù hợp với cái túi tiền chị thời điểm đó nó gần cơ quan làm việc của chị nó gần trường học của hai đứa con gần chợ búa gần rất là hoàn hảo mà giá lại rẻ nữa thì đối với một cái người ví dụ như còn tỉnh táo mình đặt một câu hỏi liền tại sao nhà nó ok như vậy mà giá nó rẻ quá nhưng đối với chị là một cái người đang bất bình thường chị đang vừa trải qua một cái một cái một cái cơn ly dị một cái nó rất là đau buồn mà thành ra mình vừa thấy là mình mình tưởng nó là một cái phao cứu sinh là mình nhảy vô mình mình ở liền rồi cũng đúng hai ngày cũng dọn vô ở thì mọi người ơi một năm trời trôi qua không có chuyện gì hết không có chuyện gì xảy ra mà ở rất là bình thường chỉ tưởng nó là chắc trời thương mình trời thương chị thật nhưng cho tới năm 2010 lúc đó là tới tết năm 2010 lúc đó thì đương nhiên mà tết mà mình cũng phải dọn nhà người mình vừa Việt Nam mình mà tới tết là phải dọn nhà thì khi mà chị dọn nhà mà cái người chị là một cái người khá là kỹ tính nữa đâm ra là chị lục hết từng ngóc ngách mà nói là từng ngóc ngách trong cái căn nhà đó dọn hết sạch hết trơn thì chị mới phát hiện ra nó có một cái lá bùa bằng cái loại giấy thảo chỉ màu đỏ mà có một cái loại ở mà cái, loại, cái loại giấy thảo chỉ màu đỏ mà có chữ đen nhưng cái chữ đó chị không hiểu chữ chữ hoa thì không phải là chắc là chữ phạn hay là 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 chữ những người dân tộc gì đó thì mình cũng 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 không biết nữa như lúc đó đó trong cái lúc mà chị đang dọn nhà mà kiểu như là như nguyên mà bình thường nó ấy chết rồi lá bùa kìa không biết có ma cỏ gì không nhưng mà chị thì không chị thì tại vì chị là cái người không 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 có tin vô ma cỏ đâu mọi người đâm ra là chị quay qua quay lại thì chị thấy lá bùa chị xé một cái rẹt rồi chị gói gói chị dò dò chị bỏ thùng rác rồi tỉnh bơ rồi đem thùng rác đi dục thôi không có nghĩ tới cái chuyện mà có ma có cỏ gì hết cái lá bùa đó nó được dán ở đằng sau lưng cái cửa sậu cái cửa sau nhà chị với một cái một cái một cái vị trí mà nó rất là khuất thành ra là chị ở một năm trời luôn chị không phát hiện ra là như vậy đó à, rồi thì khi mà chị vừa xé xong như vậy thôi là khoảng cỡ một hai đêm sau thôi là chị bắt đầu gặp cái hiện tượng đầu tiên liền lúc đó đó thì con chị đi học hôm đó là nhà chị không quay hết chị mới rủ một cái đứa bạn thân một cái đứa bạn thân của chị qua chơi thì qua chơi như vậy thì ngồi nói chuyện một chút xíu thôi cũng chán quá đi thì chị mới đi vô buồn chị ngủ còn cái cô bạn thân cái chị bạn thân đó chị lại ngồi ở trước bộ sofa chị coi tivi cái chị Lan này chị vừa đang ngủ ở trong phòng, chị vừa mới nằm xuống đâu khoảng cỡ 5 phút thôi. Lúc đó là chuẩn bị dậy đi làm kiểu kiểu vậy đó. Vừa mới 5 phút thôi chị thấy rõ ràng, chị nghe là có tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân nó rất là nặng nha Nó đi bịch 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 Mà đi từ đằng sau nhà đi lên Là ngay chỗ cái cửa hậu đó mọi người Cửa sau đó mọi người Chị mới lúc đó chị nghe rồi Chị nghe rồi chị mới nghĩ trong lòng nó Ủa nhỏ bạn thân mình thì nó cũng cỡ bằng ký như mình gì Phụ nữ thì trời ơi 60 ký là đã mập dữ lắm rồi Mà một con người 60 ký Không thể nào bước đi cái bước chân mà nó nặng Tới nỗi như vậy nó nghe Bịch 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 như vậy nè mà nhà mình thì ngoài nhỏ đó ra thì có hai đứa con mình thì cũng lại càng không thì lúc đó chị nghĩ trời có khi nào ăn trộm không ta gần tết là mấy anh đó là nó, nó 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 kiểu như là nó quải lắm nè à nó đang thiếu túng thiếu là nó ăn cắp ăn trộm không chị chưa kịp bật ngồi dậy thì xuất hiện ngay trước cửa chị là một cái người đàn ông tướng tá cũng khá là lớn à à cũng khá là khá là hơi đô đô chút xíu đó nha nhưng mà họ rất là lẹ đi vừa thấy ngoài cửa đã bắt đầu là nhào vô người chị bắt đầu là chị nghe chị nghe cái tiếng mới chị nghe trước lại chị nghe cái tiếng nha chị nghe cái tiếng đó xong rồi chị nó trời trời sao tự nhiên ba vô hung tôi vậy trời à cái tiếng là cái tiếng hung đó mà hung vô hung vô má rồi hung vô mỏ hung vô lỗ tai y như mình nói là một cái người chồng mà đi làm xa về mà gặp vợ mừng quýnh lên rồi lại hung mà hung hung quá trời hung như vậy luôn rồi đè ôm chị rồi tay thì sờ mó chị này nọ rồi rồi bắt đầu chị giặt, chị bật một cái chị chạy ra khỏi phòng, chị la ông sùm nha. Thì khi mà chị chạy ra khỏi phòng thì nhỏ bạn của chị nó mới nói, gì vậy Lan, Lan, làm gì Lan, Lan, vụ gì vậy Lan. Thì lúc ngay lúc đó chị quay vô trong phòng chị nhìn thì chị không còn thấy cái người đàn ông ở đâu nữa. Chị quay ra đằng sau nhà thì cái cửa sau của chị được khóa từ bên trong, ổ khóa còn nguyên ở trên đó luôn. Cái lúc này trong đầu chị chỉ nói chết mẹ rồi mình gặp ma. Nhưng bởi vì á, chị là một cái người không tin có ma và nói một chút xíu nha. Chị làm việc nhà nước. Thành ra đó, tất cả những cái mối quan hệ của chị, đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên, cấp dưới này nọ đồ. Chị phải lựa những người mà không tin có ma như chị đó. Không tin vào những chuyện tâm linh, tâm đồ thì chị mới chơi. Lúc trước có nhiều người nói với chị chuyện ma cỏ lắm, chị dạt, chị không thèm chơi nữa. Thành ra là những cái người xung quanh chị toàn những người không tin vào chuyện ma thôi. Đúng không? Thì rớt vô cái tình thế đó chị nghĩ trong lòng trong đầu mình chứ mẹ rồi gặp ma rồi Nhưng mà nhỏ bạn mình ngồi cái bên nó hỏi mình vụ gì không lẽ mình quay qua nó trời ơi tao gặp ma Thì nhỏ bạn nó cười mình sao thành ra chị nói ống gì đó à, Trời ơi chắc tao nằm chắc con chuột gì nó chạy qua tao hết hồn chứ không có gì đâu nó, Ừ vậy thôi đừng ngủ trong phòng nó trời ơi tết nhất rồi nọ đồ mấy chuột rồi nó nhiều lắm Thôi đi đi qua đây nằm võng ngủ nè Thì cái chị Lan này chị mới đi qua bên võng chị nằm chị ngủ Vừa mới nằm ngủ xuống 5 phút cái lỗ tai còn nghe cái tivi cái người bạn mình còn coi phim gì à, Coi những cái cái gì nó vui 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 rồi bạn còn ngồi cười 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 kiểu kiểu như vậy nữa Mà vừa cái lỗ tai còn nghe mắt nhắm nha cái lỗ tai còn nghe như vậy đó nha Bắt đầu là nghe tiếng bịch 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 Vừa mở con mắt ra thôi là cái người đàn ông nó lại nhào tiếp tục nhào ngay giọng của chị luôn nha Nhào lên giọng ôm chị rồi bắt đầu hung hít này nọ rồi hút rồi bóp mày rồi nắng này nọ tùm lum tùm la chị hết hồn chị quơ cái tay ra cái người đàn ông nó còn hất chị rớt xuống võng nữa rớt một cái bẹp xuống võng như vậy nè cái bà kia bác còn cười bác nó trời ơi, trời lan ơi lãi, mày lớn rồi mày ngủ mà làm gì ngủ lăn rớt giỗng vậy má thấy cái gì mà ngủ mơ mà lăn rớt võng vậy má trời ơi chị ngồi vậy chị nói là chị bàng hoàng vô cùng nhưng lại thêm một lần nữa chị tin đó chị biết là mình mình gặp ma rồi đó chứ không phải là giỡn đâu nha nhưng ngay lúc đó do là cái tự ti của mình mình ngay từ đầu mình nó không có sợ ma mà thành ra là không có gì đâu thì thì trời ơi lớn nhỏ gì thì ngủ lăn rất giỏng bình thường ai không dậy cần gì lớn nhỏ thì cũng im 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 luôn ha rồi từ đây tới từ đó tới chiều là chị không có dám ngủ nữa cho tới khi đi làm rồi cho bạn về rồi dẫn rước con về này nọ đâu không có dám ngủ nữa mọi người và tưởng đâu là hết đúng không không đâu tới tối ngày hôm đó mà chỉ nói là nôm na là nó cũng y chang vậy đó <laughs> nó cũng là nó cũng là màn một nhưng mà cảnh hai cảnh ba nó cứ xuất hiện như vậy mới đầu là đó đầu tiên là nghe tiếng bịch 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 sau đó mở mắt ra một cái là nhào vô hung hít ôm nắng này nọ lum lum la rồi bắt đầu đêm hôm thì ngủ thì nghe tiếng bước chân nghe tiếng kéo bàn kéo ghế nó úm sùm trời đất hết trơn không dám kể với ai chồng thì mình đã ly dị thì mình không nói tới rồi mà gia đình mình thì mình cũng không dám nói sợ lo rồi con mình còn nhỏ mà đồng nghiệp mình thì biết mình không là cái người không tin vô ma cỏ hay nọ đồ chị chỉ chịu một mình mình thôi không có ai quan tâm tới chị cả cho tới khi khoảng cỡ nửa tháng trời chị bị hành hạ vật vã như vậy rồi đó thì đương nhiên phải ốm o gầy mòn phải xanh sao mà phụ nữ mà thường thường bị stress mình nhìn, mình nhìn thần thái mình dễ biết lắm thì có một cái bạn đồng nghiệp bạn đó là bạn là nam mà bạn cũng khá là tâm lý bạn mới nói chị chị lan chị nói em nghe coi mấy ngày nay chị bị cái gì bộ ổng quay lại quấy rầy chị nữa hả là tưởng đâu là chồng cũ đòi ừ, quay lại hay sao đó quấy rầy rồi này nọ đồ kiểu như hung hăng sao đó thì hồng ổng đi rồi chắc ổng có chồng có 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 gì ổng, ổng, ổng có vợ tới nơi rồi Nói thôi chuyện gì nói em nghe thôi chuyện này sao tao nói là được nói ra rồi mày mất công mày nói tao này nọ nữa Bà gặp ma phải không? à chưa gì hết là đề ba trước là bà gặp ma đúng không? trời sao mày biết hay vậy? nói thôi bà nói tôi nghe đi rồi đây làm việc nhà nước với nó mày đừng có chọc ghẹo tao vậy rồi mày nói ra mất công mày nói cấp trên biết rồi vỡ trách rồi nữa nói bà ơi tôi biết mà tôi cũng gặp ma như bà đó tôi có kinh nghiệm nhiều lắm đâu bà nói tôi nghe biết đâu rồi tôi thấy được sao mới kể lại cho cái anh thanh niên đồng nghiệp này nghe rồi sau đó đó cái anh thanh niên này anh mới chỉ cho một cái người thầy à, mà anh nói một cái câu rất là đơn giản thôi lúc trước em cũng như chị vậy đó tới cái người thầy này đi là cái người thầy này chị cho hết à mới đầu cũng tưởng là ông thầy đó ông giỏi giang lắm nhưng mà ông thầy này không tàu lao mọi người ơi không biết là ông trị cho cái cái bạn kia như thế nào thì không biết nha nhưng tới cái 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 của của chị bắt đầu không được trật ruột hết trơn à tới đó gặp cái người thầy đó rồi cũng dẫn hay, dẫn thầy đó tới bắt đầu là tới nhà xong nha bắt đầu là múa kiếm mày nọ đồ nha rồi đọc thần chú rồi tương sinh tương khắc rồi tương cà tương ớt rồi nọ lum la trên đó nha làm ghê gớm dữ lắm kìa đó rồi còn nói là à tao thấy cái dòng này từ ở trong cửa sau đi ra là kiểu kiểu vậy đó ha đó rồi cũng đâu khoảng cỡ ba bốn ngày cũng ba bốn ngày cũng im xuôi cũng tưởng đâu ông thầy đó hay cũng tốn hết mới rồi khoảng hết vừa hết ba bốn ngày thôi trời ơi nó quay trở lại và bắt đầu lợi hại gấp đôi mọi người cũng là như vậy cũng là màn một bắt đầu là tới này tới, tới, cảnh thứ 10 rồi đó là nó cao trào nó nặng hơn nghe tiếng chân không còn là nghe tiếng đi bịch 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 nữa mà là cái tiếng chạy bập, 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 vừa mở mắt ra chưa kịp cái gì hết trơn là bắt đầu nhào vô mà lúc này chị nói lúc trước là hung hít chị bắt đầu là sờ nắng chị thì nói nào ngay mình bị dê phụ nữ mình nói là mình bị mình bị sàm sở thì cái người đàn ông sàm sở thì người ta cũng nhẹ nhàng đúng không thì sàm sở mà mọi người nhưng cái này không còn là không còn là sàm sở nhẹ nhàng nữa mà rất là bạo lực chỉ nói mà mình phụ nữ mà mọi người thì những cái việc những những cái gì mà mình bị sàm sở là nó đau rát những cái đó đó trời ơi làm rất là ghê gớm luôn trời ơi, bắt đầu chị đâm ra chị sợ luôn chị sợ là nếu mà xảy ra cái tình trạng này hoài chắc mình chết chứ sống không nổi rồi mình con cái mình sao lúc này mới thật sự mới liên hệ về với gia đình là cha mẹ ruột và anh chị ruột cũng không có dám kể về ma chỉ nói là ai à, nhà con ở vậy rồi thì mấy năm nay thì ở với có hai có ba mẹ con thì nó cũng không có ấm nhà thì thôi bây giờ cũng gần gần tết rồi rủ gia đình về cho đầm ấm xung hợp cho ấm nhà ấm cửa rồi thì gia đình mới qua lúc này là có vợ chồng của anh chị ba và cái người ba ruột cái người ba ruột của chị Lan này bị chọc nát nước mọi người mới đầu á là cái ông anh ổng nằm ở trên võng á ổng nằm ổng nực mà thì ổng ổng ngủ phòng khách mà mọi người ổng ngủ vậy ổng mới lấy cái quạt máy cái quạt mà cái quạt để bàn để để, đất như vậy nè ổng mới bật ổng đang bật như vậy ổng đang nằm ngủ ông nghe cái cạch cái quạt nó tắt ổng ngồi vậy ổng bật một cái nữa ổng ngủ chút xíu ông nghe cái cạch nó tắt nó làm cho một chục lần một chục lần ổng quạo luôn mà ổng đứng ổng la ông sùm nó trời ơi ở nhà ai giỡn hoài tôi ngủ quá trời tự nhiên tắt quạt tôi hoài ở nhà ai cũng ngái khò khò có biết cái gì đâu đó mà ổng thì do là gia đình thì cũng làm nhà nước hết mọi người thành ra là cũng không có tin mấy về cái chuyện ma cỏ nhưng ổng gặp vậy là đỡ nghe đó bà vợ của ổng mới ghê nè đó bà vợ của ổng khi mà gặp một cái rồi đó sáng hôm sau mới kể lại một cái thái độ như vậy nè một cái thái độ mình nói nôm na cho mọi người mà những cái người mà từ xưa tới bây giờ mà họ 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 không tin có ma và họ gặp ma họ nói gì nè nói gì tối hôm qua không biết tao bị gì nằm mơ nằm mộng gì kỳ vậy ta bà lan hỏi nói chị là chị thấy gì bà lan mới hỏi là chị thấy gì tao không biết nữa sao tao đang ngủ cái tao thấy có một thằng nó chạy vô nó nó đút cái mặt nó vô nó dòm tao nó cười trời tao không, biết, không biết là sao tao tao nằm mơ nằm mộng hay sao không lẽ tao coi phim nhiều quá ta. Tôi đang nằm ngủ tôi nghe bịch bịch tôi mở mắt ra cái nó lú cái đầu vô nó dòm tao mà Cái mặt nó lạ quắc kìa nó phải chồng tao đâu ta Nó lạ gì sao ngộ người ta À có nghĩa là họ họ không có dùng cái từ ma cỏ bởi vì họ có tin đâu Họ có biết cái đó là cái gì đâu họ chỉ nói một cái cách mà nó chung chung mà nó nó rất là là trù tượng như vậy Thì chị Lan chị nghe là chị biết rồi Nhưng cái người mà đích thân mà hỏi chị Lan là nhà này có ma phải không đó đó là ba của chị lan bởi vì ba của chị lan là gặp ghê nhất ba nói á cái lúc mà qua ngủ hình như là đêm đầu tiên với đêm thứ hai là ổng thấy gì tới cái đêm thứ ba ba cũng nằm ở phòng khách tại vì nhà thì cũng nhà nhỏ mà đâu có một phòng cho ba mẹ con ở thôi còn những người qua mà ở ở chung là ở ở phòng khách không à lúc đó thì cũng mình ba qua ở còn anh chị ba thì đã chạy rồi đã chạy mặt hàng rồi ba nằm phòng khách ba ngủ ba ngủ tới nửa đêm thì ba nghe cái tiếng là nó xẹt 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 Mà thấy cái gì đó nó nhột nhột từ dưới chân mình lên Thì ba cũng lấy chân ba đạp Ba cứ tưởng đâu là rùi mũi Gián chuột gì đó nó bò dưới chân kiểu như vậy thôi Nhà thì ở dưới miền Tây Thì nhiều khi là ngập lục Thì ba cái con gián con mũi con kiến Nó bình thường Thì ba cũng vô, 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 không cảm nhận cái gì hết Mà đang ngủ cũng khá là mê Ba ngủ một hồi nữa ba cứ nghe cái tiếng rẹt 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 mà từ từ nó lên Tới bụng nó lên tới ngực của ba Nó lên tới cổ của ba rồi Bà thấy cái gì đó mà sao nó nực quá, mình đang ngủ mình bật quạt mà sao nó nực quá mà nghe cái tiếng rẹt rẹt cái gì nó kéo kéo dưới chân mình kéo lên. Trời ơi mọi người. Bà mở mắt ra một cái nha. Bà thấy cái chiếu. Bà thấy cái chiếu cái chiếu nó từ từ nó đắp nó đưa lên lên đầu ba mà nó đắp lên trên đầu của ba như vậy mọi người biết rồi, đắp chiếu đó mọi người, mọi người tưởng tượng ra cái gì chưa? Vừa mới đắp một cái trời ba hết hồn nó trời 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 tự nhiên đắp chiếu tôi là sao trời. Chưa kịp bật ngồi dậy nha, nghe một cái một cái rồi đè ba cứng nhắc luôn mà ba cảm nhận là nguyên một cái bàn tay nè mặc dù cái bàn tay nó còn cách cái mặt ba một cái miếng chiếu mà cái miếng chiếu nó rất là mỏng mọi người ơi nhấn nguyên một cái bàn tay nhấn vô trong đầu của ba mà nhấn mất dùng một cái cạch một cái là coi như ba bị đứng hình luôn ba bị điểm nguyệt không còn la hét không còn làm được cái gì cứ tưởng chết không đó chỗ ba nằm ở dùng vậy là cứ vậy thôi không có làm được cái gì nữa hết trơn khoảng cỡ 30 giây một phút gì đó bắt đầu là nó buông ra một cái rồi ba mới bật ba ngồi vậy ba mới quăng cái tấm chiếu đó trời đắp chiếu là một cái điều là không có nên nha mọi người nha thành ra là dân miền tây rất là kỹ luôn thành ra là ba vừa bật buông ra một cái là ba ba vũ cái tấm chiếu một cái dù ra liền luôn ba mới bật ba ngồi vậy ngồi vậy bắt đầu ba đứng lên liền ba là cái người là cũng kiểu như là hơi tinh tâm linh như người lớn tuổi mọi người lại thắp nhang liền ha bắt đầu ba lại bắt đầu là thắp nhang một cái liền vừa thấp nhang mở đèn sáng trưng không còn thấy cái tấm chiếu đâu nữa nó mới ghê chứ kêu chị lan ngồi dậy mới hỏi mới kể lại này nọ đồ, mà chị lan cũng khẳng định luôn ở nhà không hề có miếng chiếu nào hết trơn không hề có vậy cái miếng chiếu mà chính mắt ba thấy nó đẩy lên người của ba nó còn kiểu như đắp chiếu cho ba như vậy rồi cái bàn tay nữa là ai mọi người đó rồi lúc đó thì khi mà kể lại cho ba nghe Cái người lớn trong tuổi trong gia đình mà Thì nói ừ thôi mai mày qua mày hỏi vòng vòng chờ sớm coi Thì mấy cái chuyện này thì bay thì bay làm trong nhà nước đó Thì tao nói tụi bay không có nghe Nhưng mà thôi tao nói chung chung là như vậy Có thờ có thiên có kiên có lành Đó bây giờ thì mày cũng thấy rồi Tao cũng thấy rồi mà hai anh chị ba mày cũng thấy rồi Bây giờ mày muốn hai đứa con mày thấy rồi mày mới chịu tin thấy gì À đúng không? Thì nói chuyện rất là có lý luôn rồi Rồi sáng hôm sau thì chị Lan bắt đầu là mới thực sự nè Mới đi hỏi xem cái nguồn gốc của cái nhà này là sao sao Thì mới biết ra một cái câu chuyện cũng khá là đau lòng Chị Lan là cái người chủ thứ tư của căn nhà này Trước chị là có hai người kia là coi như là biến rồi đó À là gặp ma sau đó rồi bắt đầu là bán đổ bán tháo rồi nội rồi đi rồi đó, ha Nhưng quan trọng cái câu chuyện nó xảy ra ở cái người chủ đầu tiên là hai cái cặp vợ chồng à, anh chồng kia thì ảnh làm tài xế nơi chạy bắc nam có tiền lắm tài xế bắc nam rất có tiền nếu mà chịu ăn uống kham khổ để dành tiền cho vợ con thì nó là một năm xây nhà là bình thường à, cái đó là thật sự mình biết đó nha lúc đó thì mới xây căn nhà lên một cái căn nhà cấp 4 nho nhỏ thôi cũng một vài trăm triệu gì đó là xây được căn nhà không có móng mua cột dưới trơn đó vừa xây lên căn nhà một cái thôi thì ảnh rớt rớt đều ở ở đều đều hải vân à, rớt cái đều hải vân rồi sau đó cái quá trình mà tìm kiếm như vậy cái người vợ ở nhà cũng đau buồn như vậy rồi đó ha mới bỏ tiền bạc đồ ra để mà nhờ người cứu rồi chạy lên chạy xuống từ trà vinh mà đèo hải vân là nó ở quảng nam mọi người ở ở đà nẵng ở đà nẵng mà đi qua huế đèo hải vân rất là xa xôi thành ra bao nhiêu tiền bạc dồn như đó hết trơn rồi cái lúc mà đưa kiếm được cái xác của anh này đem về là quấn ở trong một cái tấm chiếu quấn ở trong một cái tấm chiếu đem về mọi người đau tới nỗi như vậy buồn tới nỗi như vậy rồi về nhà xong rồi cũng làm đám ma này nọ tất cả mọi thứ thì cô này cổ buồn quá cổ cũng có một vài một hai đứa con gì đó thì chồng chết như vậy buồn quá nhìn căn nhà nhà mới xây đáng lẽ ra là một cái tổ ấm đó nhưng bây giờ không còn là tổ ấm nữa thành ra là cổ mới quyết định là cổ bán căn nhà đó cổ đi thì khi mà đi như vậy hai cái người chủ mình nhắc tới là vào đó cũng gặp những hiện tượng sao sao thì hàng xóm người ta không biết Người ta chỉ biết là vô khoảng, khoảng mấy tháng đi vô mấy tháng đi là có người mua lại cho mướn cũng không ai mướn rồi cũng bán bỏ đi Bắt đầu là mới hai hết hai người chủ đó bắt đầu là mới tới chị Lan như thế này đây Rồi thì khi mà biết được cái câu chuyện này rồi đó nha thì à, chị Lan mới quyết định là không có đi coi thầy gì nữa hết á mà sẽ đi nhờ một cái người sư thầy trong một cái chùa rất là lớn ở Trà Vinh nhưng mà chị cũng xin là giấu tên luôn đi. Thì cái người sư thầy này là cái người sư trụ trì và thêm bốn cái vị sư khác nữa. Mới vào đó mới cúng kiến này nọ đồ làm cũng rất là nhiều và cũng rải muối gạo. Muối gạo mà mua là hàng bao. Hàng bao là bao bố đó mọi người. Trộn vô với nhau muối gạo là bao bố như vậy đó. Mới rải đầy nhà và dặn chị Lan trong vòng 24 tiếng đồng hồ là không có được quét gì hết trơn. À, nếu mà tốt nhất là không ngủ ở nhà luôn cũng được nữa, à, Chứ để mối đạo y nguyên đó như vậy đi, chị cũng làm theo y chang như vậy đó, à rồi xong cái ngày đó hai ba ngày sau chị mới quay về chị ngủ, thì cái đêm đó là cái đêm cuối cùng chị gặp được cái vong hồn của cái anh chàng đó, lúc này chị đã thấy được rõ tất cả mọi thứ, ha à, giống như ảnh muốn cho chị thấy thấy được tay chân mặt mũi này nọ thì chị chị không có diễn tả lại nhưng mà chị nói là một cái người rất là bình thường không không có gì không có đẹp không xấu mà cũng không ma mị không ghê gớm gì cả hiện ra bắt đầu đi tới chị bắt đầu á, là mới khum người xuống mới hung chị nhẹ một cái hung nhẹ chị một cái và mới nói em lâu lắm rồi á, anh không có gặp em anh gặp em một chút á, rồi anh đi thôi nha anh đi nha giữ gìn sức khỏe nha em rồi bắt đầu anh đó ảnh đi ra ngoài cửa anh biến mất thì lúc đó chị giật mình chị tỉnh dậy mà thật sự cho tới bây giờ chị không biết đó có phải là giấc mơ hay không mà chỉ có một cái chi tiết là mình ngủ thì mình đóng cửa mà bây giờ mình giật mình mình tỉnh dậy thì cái cửa nó mở là chị chỉ biết như vậy thôi chứ còn thật sự không biết là có phải là mơ hay là không nữa thì từ sau cái cuộc sau sau cái cuộc gặp gỡ cuối cùng đó cho tới hiện tại bây giờ luôn cuộc sống của chị không còn gặp là cái người đó là cái thứ nhất và nó càng ngày nó càng tốt hơn chỉ cảm nhận được cái người đàn ông đó đã đã phù hộ cho mình chỉ nói như vậy nè giữa chị và cái người đàn ông nó nói về mặt tình cảm thôi làm gì có mọi người chị nếu mà có một cái xúc gọi là tình cảm với nó gọi là tình thương thì mới đúng là mình thương hại cho một cái số phận của một cái người đàn ông trong gia đình phải qua đời như vậy à, nó còn rất là tốt hơn so với lại chồng của chị khi mà ly dị này nọ rồi mọi người hiểu 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 cái vấn đề đó ha rồi chị không có biết được là lý do tại sao cái người đó lại hiện ra hôn chị với một cái cử chỉ như là một người chồng. Có phải chị rất là giống với lại vợ của ảnh hay không? Thì đó, đó đây là những cái câu hỏi mình đang đặt ra chứ không phải là mình đang trả lời nha mọi người. Mình đang đặt ra có phải là hình ảnh của chị giống như là vợ của ảnh hay là sau đó hay là hay là ảnh thấy được là chị là tốt và là chị chị không có đánh đuổi ảnh đi mà chị nhờ sư thầy tới để làm lễ để cầu siêu cầu hồn cho ảnh hay sau đó cho tới bây giờ cuộc sống chị nó rất là tốt và nó rất là êm ả luôn mọi người chị cảm nhận được có cái sự phù hộ từ cái người đó đã phù hộ cho gia đình chị và căn nhà đó hiện tại tới bây giờ chị vẫn còn đang ở đó luôn cái câu chuyện á thì nói tới đây nó cũng kết thúc mọi người. Một cái câu chuyện nó rất là hay và nó 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 rất là nhân văn luôn à mọi người ha. Rồi thôi, đó là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay Hôm nay tuy là bị cái là mình quảng cáo khá là nhiều cho sản phẩm mới mọi người thông cảm Nhưng mà bù lại hai câu chuyện nó rất là hay và nó có nhiều cái bài học tâm linh cho mọi người ha Rồi thôi, khúc cuối rồi mọi người Đây nè, mọi người muốn có một cái dĩa này ở trên bàn của mọi người Thì mọi người chỉ cần bỏ ra 200 ngàn thôi bởi vì đây là hai hũ Mọi người mua một hũ thì nó 125 ngàn Ví dụ như mọi người mua hũ này xong mọi người mua thêm những sản phẩm khác đó Thì ok mọi người mua một hũ, nhưng mọi người mua hai hũ thì nó sẽ có lời nha mọi người nha Thì bắt đầu từ hũ thứ hai cũng vậy thôi hũ hũ thứ ba chứ mua hai hũ là 200 hũ thứ ba là thêm 125 ngàn là 325 ngàn như mọi người mua hũ thứ 4 á, thì bắt đầu nó cũng còn có 75 ngàn là bốn hũ thì cũng 200 là coi như hũ có 100 ngàn thôi đó là một cái rất là rẻ nha nhưng mà mua một hũ thì chắc chắn là ăn không đủ đâu muốn có một dĩa mà nó 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 đầy đủ như vậy cũng khoảng cỡ hai ba người ăn đó để mà nghe chuyện ma rồi nhậu cũng có rồi coi phim rồi chiêu netflix này nọ đồ tất cả mọi thứ thì ăn cái món này nó rất là ngon và nó ngon hơn những cái sản phẩm mọi người à, mua ngoài thị trường rất là nhiều thật sự tại vì đây là cái hàng nhà làm mà ăn mọi người sẽ cảm nhận được cái chất lượng từ ở trong cầm mọi thật sự mà nói là mình cầm cái miếng này thôi nó cũng đã nặng rồi cầm cái miếng rồi, nó cũng đã nặng cái miếng rồi cái cái những cái tinh những cái bột của nó nó cũng rất là chất lượng luôn nói thì nó 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 nó, nó, nghe nó, nó, nó nó hoa mỹ quá mua ăn thử đi nếu mà không đúng như sản phẩm không đúng như lời quảng cáo của du mập ha nói du mập ha du mập đền tiền gấp đôi vậy thôi đơn giản vậy đi cho mọi người dễ chịu nha nhưng mà nhớ thật lòng nha nếu mà nói xạo là bị nghiệp đó 125 trăm hai không có nhiều hết trơn đó đừng có nói xạo bị nghiệp nghe không hù mọi người luôn đó nha rồi thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều hy vọng mọi người sẽ đón chào cái sản phẩm mới này của mình một cách rất là nhiệt tình nha mọi người nha cảm ơn mọi người trước luôn cảm ơn mọi người sẽ và đã và chuẩn bị ủng hộ những cái sản phẩm mới của mình Rồi cảm ơn mọi người Rất rất là nhiều Dưới mặt xin chào mọi người